Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bạn trai giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp của mình đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả cùng hai bên họ hàng gia đình ạ. Em tên đầy đủ là Trịnh Văn Phương, sống và lớn lên tại Bình Phước và hiện tại đang là giáo viên ở Gò Vấp ạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạ em cấp 2 ạ. Cấp 2, dạy môn gì? Dạ em dạy môn tin học ạ. Tin học hả? Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cả Tường và cùng quý vị khán giả trong trường quay. Em tên đầy đủ là Hồ Thị Nhung. Năm nay em 28 tuổi cộng 1. Quê em thì ở Nghệ An. Hiện tại bây giờ làm việc tại quận 12 ạ. Quận 12, em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là một người phụ nữ theo tiệp truyền thống, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ việc, nói chung bếp núc rồi. Quá tốt. Quản lý tài chính cũng khá tốt. Nhược điểm của em là hơi nóng tính, hơi vội vàng trong nhiều cả cái ăn nói rồi ăn uống hoặc là đi lại á. Hơi khi nào làm cái gì cũng hơi nhanh. Hơi nhanh? Dạ. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em biết chơi nhiều môn thể thao khác nhau ạ. Biết hát ạ. Biết hát đâu, hát bài nào vui vui lấy không khí coi. Dạ, em xin hát bài Ngỡ của Quang Hà. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Rồi, được rồi. Được, hát này hát tặng người yêu cũng được á. Khuyết điểm thì em dễ tin người quá nên đôi khi cũng dễ bị lừa. Bị lừa lần nào chưa? Dạ, có bị lừa một lần ạ. Chuyện tình cảm ạ. Cô nào lừa em vậy? Cô bé sinh mới 15 tuổi ạ. Trời đất ơi, cô lừa em sao? 15 tuổi cô lừa em kiểu gì? Tại em quen qua mạng. Rồi cô ấy lừa em là sinh năm 97 là 20 tuổi lúc đấy ạ. Sau đó em cũng cứ nghĩ là vậy. Rồi cô ấy tỏ tình này, yêu đương này đó. Em cũng cứ nghĩ là thiệt. Rồi sau đó em điều tra rồi dần dần phát hiện ra cô đấy mới 15 tuổi. Có gặp gỡ lần nào chưa? Dạ chưa gặp ạ. Hay quá, mày thiệt. Coi như mạng ảo mà ha. Dạ dạ. Rồi, rồi tình trường của em sao? Em có trải qua hai mối tình, nhưng mà dừng lại ở mức tìm hiểu thôi ạ. Còn nếu mà sâu sắc thì chưa có. Lý do tại sao hả? Mình kén chọn hay là do hoàn cảnh hay là do như thế nào? Theo nhận xét của mọi người thì em hơi khó tính một xíu. Khi em quen ai thì em quan tâm quá nhiều cho họ. Năm ra những cái mà em quan tâm thì họ chỉ biết nhận thôi, hoặc là không có sự đáp trả ấy. Nên em cảm nhận không có sự quan tâm trở lại. Rồi bạn gái coi như là chưa có mối tình nào hết trơn á. Mối tình sâu đậm là chưa có. Bạn trai thì sao? Dạ em cũng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần nhất thì do chia tay là do tụi em không có quen nhau, không có chung quan điểm ạ. Cũng có lẽ là do em học lập trình mà lập trình toàn bị lỗi không à. Quen mấy năm mà không có lập trình được? Dạ em quen 2 năm, hơn 2 năm xíu. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái em cần thì về ngoại hình thì khoảng 1m55 trở lên được rồi, đến khoảng dưới 2m50 ạ. Rồi, gì nữa không? Chỉ tiêu rồi anh ơi. Gì nữa không em? Về tính cách thì biết lễ phép với người lớn là được rồi. Rồi, vậy đơn giản lắm, không có gì khó đâu. Bạn gái, mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người chín chắn, biết quan tâm. Nói chung là phải có chủ kiến của mình trong cuộc sống. Và anh cái nữa là không được hút thuốc. Hỏi cho anh nó có hút thuốc không? Anh hút thuốc không anh? Anh không hút em ơi. Dạ rồi, rồi cảm tốt ơn. Mừng quá. Nhầu thì biết, nhầu phải biết, nhưng mà phải biết điểm dừng. Chính xác đó em. Thế thôi ạ. Vậy thôi. Dạ. Đơn giản. Em có muốn làm dâu không? Dạ có. Thích làm dâu? Dạ. Rồi, quá tốt. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, nói chung là trong thời gian ngắn nhất cũng được ạ. Ngắn nhất là bao lâu?
Nói chung là tùy vào em và bạn nữ tìm hiểu nhau như thế nào. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi mà chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ bạn gái nói về muốn 6 tháng nữa được không? Dạ rất sẵn sàng ạ. Lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu em? Dạ hiện tại thì em đang làm việc ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tạm thời tụi em sẽ ở Sài Gòn. Làm việc rồi khoảng 1-2 năm rồi tính tiếp. Rồi, vậy được rồi ha. Nghe rồi hả em ha? Bên đây cũng rất đơn giản. Bên kia thế nào? Dạ, chào em gái. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai bên nói chuyện, em tưởng tượng xem anh bên đây như thế nào? Dạ, em tưởng tượng ra. Không tưởng tượng được hả? Dạ. Anh bên đây anh cũng hiền, làm công nghệ, thành ra là đôi khi nó cũng hơi khô khan chút xíu. Dạ. Vậy thì em là phụ nữ, em có thích sự lãng mạn không? Em thích thực tế một xíu. Có nghĩa là đừng có lãng mạn quá, em thích chạy chậm. Em có yêu cầu gì bên đàn trai không? Anh đang ở trọ đó, em có yêu cầu nhà cửa không? Dạ không ạ. Không đúng không? Hai đứa lấy nhau về ở trọ cũng được. Tất nhiên là phải 1-2 năm gì đó, nếu mà lấy nhau ấy, 1-2 năm phải ổn định để kiếm một chỗ tổ ấm thì sau này sinh con thì con đỡ vất vả. Đúng rồi. Khoảng bao lâu thì chúng ta có thể xây tổ ấm được em? Tức là xây nhà đó. Xây nhà thì khoảng 1-2 năm ạ. Rồi, 1-2 năm được ha. Khoảng 1 năm ạ. Rồi, ổn định. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi anh rể với chị gái và các anh chị trong cùng công ty ạ. Rồi, sao chị gặp anh chị của em? Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả có mặt trong hội trường hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Hưng, là anh rể của bạn Nhung. Nói về tính cách của Nhung á, thì trước giờ thì Nhung sống rất là nhiệt tình. Nói về bạn trai phía bên này á, thì em thấy về bạn về tính cách, rồi công việc, rồi mọi thứ cũng tương đối là ok ạ. Rồi cho gặp chị gái đi, hình như là chị gái muốn khóc á. Chung thì nhà em á, cổ em hơi khó. Hồi xưa bọn em đi học á, thì ông phải bắt học hành xong rồi có công việc ổn định thì mới được có bạn trai cưới. Giờ công việc ổn định rồi thì Thấy anh bên đó thì sao, có hợp với em gái mình không? Dạ thì em thấy cũng được. Tùy hai đứa thôi. Tùy ha. Hy vọng hai em đồng ý bấm nút, chị còn vui hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và cậu và các bạn của em ạ. Ồ, có cả nhà luôn. Dạ. Cho gặp mẹ bạn trai nào. Chào, chào bác. Em xin chào hai MC dễ thương, Quyền Linh và cô Cát Tường. Tôi là mẹ của cháu Phương. Nói về cháu thì là rất hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lắng nghe mà nghe lời bố, kính trên nhường dưới. Do công việc là cũng không chưa tìm được người nữa yêu thương của mình. Thì là cũng thứ nhất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai trẻ con của tôi là được gặp nhau. Thấy là cháu gái bên đây là cũng được. Thì cũng mong sao là cho hai con là tạo điều kiện cho nhau để có chương trình để tiến tới xa hơn. Dạ, cảm ơn cô. Rồi chúng ta đã nghe ý kiến người thân hết rồi ha. Bây giờ là đến giờ phút hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ kéo cái hàng rào này ra. Kéo hàng rào qua cho hai bên gặp mặt nào. Anh có bó hoa tặng em. Dạ rồi. Anh tặng cuốn sách này anh. Cuốn sách này em cực kỳ tâm đắc. Nó nói về hạnh phúc. Trong đó thì hạnh phúc không phải là một điều gì lớn lao, mà nó chỉ là một những điều nhỏ vui vẻ trong cuộc sống là được không? À, anh cảm ơn em. Xin lỗi, anh Phương sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 87. À, 87. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 89. Là quá hợp rồi. Cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Dạ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Em cảm nhận về bạn nữ thì là một người biết quan tâm, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Nói chung là mọi người lý tưởng của em rồi. Còn bạn nữ cảm nhận về bạn trai như thế nào? Nói chung là nhìn anh cũng hiền, cùng có vẻ chín chắn. Em có rung động chút xíu nào với đối phương của mình không? Dạ có. Hay là bạn trai hãy làm cái gì đó, hành động, một lời nói gì đó nó quyết liệt hơn. Tại vì bạn gái giờ đang còn mong manh lắm. Em có thể nói tỏ tình hay là cái suy nghĩ của mình và mong muốn của mình với bạn gái. Anh lập trình trái tim thường nó bị chắc là bị lỗi chỗ nào đó. Nên bây giờ anh sẽ lập trình lại xem là cái trái tim lần này nó có được trọn vẹn hay không. Dạ. Hay quá. Đây, anh dạy về tin học, về lập trình. Đây là cái bài lập trình trái tim của anh. Hả?
Em có thể đoán được cái ý anh muốn nói ở đây là gì? Gặp nhau trên đời đã xem như là cả duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. À, đây là kết quả. Rồi, cảm ơn. Đọc đi em, đọc đi. Đọc lớn lên chị nghe với. Gặp nhau trên đời là đã xem như là cả duyên, nhưng đi cùng nhau hay không là sự lựa chọn. Mình hãy cho nhau cơ hội em nhé. Đây là lời anh muốn nói với em. Dạ, cảm ơn. Nào, chúng ta ngồi vào ghế và chuẩn bị. Đến với giây phút rất là quan trọng nha các bạn. Đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về cái mối quan hệ này. Bấm nút là chúng ta có thể đi đến hôn nhân với nhau. Bấm nút là chúng ta đã trao duyên cho một người đối diện. Suy nghĩ bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay đi em gái. Nói với chị câu gì đi. Đó, chị gái đang ngồi xúc động kìa. Dạ, em sẽ cố gắng tìm hiểu em gái chị một cách nghiêm túc nhất. Và hy vọng là sẽ tiến tới được hôn nhân. Hay lắm.